Zika Audio, nghe chưa đủ, thấy sẽ tin. Rồi, chào mừng quý vị và các bạn đã quay được trở lại kênh YouTube Zika Audio số ạ. Rồi, hôm nay bên em có nhận được đơn của anh Võ Xuân Hảo ạ. Rồi, anh có số điện thoại là 0961 4 cuối là 7679 ạ. Rồi, anh ở quốc lộ 14 Tân Thành, Đồng Xoài, Bình Phước ạ. Vâng, sau khi anh có xem kênh YouTube và anh em có trao đổi một thời gian cũng khá là dài thì anh có đặt cho mình một cái súp B3815255A340 ạ. Vâng, bên em có tặng anh 3 mét dây tín hiệu. Vâng, thì anh Hảo nhất bên em đã bỏ cái súp B3840 của anh ra đi ạ. Vâng, thì trước tiên em thay mặt công ty Zika Audio Minh Số để cảm ơn anh Hảo nhé. Vâng, hiện tại súp 40B3 của anh đã mã là 815255A. Vâng, bên em đang test trực tiếp cho anh đi ạ. Vâng, cái súp này rất là hiếm, rất là hiếm có trên thị trường đấy ạ. Bên em đặt mãi mới có được. Vâng, dòng này trên thị trường hiện tại giờ chưa có nhiều đâu ạ. Vâng, vì thế các bác yên tâm là hàng chuẩn chất lượng nhé. Vâng, hôm nay là ngày mùng 9 tháng 1 năm 2019. Vâng, cũng là năm mới và chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán 2019 thì anh Hào anh có đặt cho mình cái súp B3 340 để anh trải nghiệm với cái dàn karaoke gia đình như mình đấy ạ. Vâng, thì đây là bên em đang test bài Bùa Yêu đang rất là thịnh hành hiện nay và em đang kết nối với đẩy Crown và cái vang cơ ZK15BX ạ. Vâng, thì cái súp hiện tại của anh đang hoạt động anh nhá, em đang kiểm tra trước khi gửi đấy ạ. Vâng, đây nhá, B3 này mã 815 mã đấy ạ. Vâng, sau khi bên em có kiểm tra chất lượng định ổn định thì bên em có dán tem bảo hành của công ty cho anh một 5 sản phẩm này anh nhá. Vâng, thì đây là cái dầm của anh đang hoạt động, giờ em tắt trầm đi anh này. Đấy, thì cái giải ấm nó hơi thiếu, rất là khô, thì anh có hỗ trợ trầm thì giải ấm nó rất là hay, ấm và dễ chịu, nó quyện vào cái giải cái đô la của chúng ta đang nghe đấy ạ. Vâng, em đang em bằng đô la full luôn ạ. Vâng, bây giờ em bật trầm của anh lên này. Đấy, rất là hay, rất là uy lực ạ. Đây, em mới chỉ dùng một ít công lực của cái súp B3 340 này thôi ạ. Sau này về anh dùng anh vận hết công suất thì cực kỳ hay luôn ạ. Đặc biệt cái dòng này là có cái quạt tản nhiệt phía sau nữa này. Thường thường là súp nó chỉ có cánh tản nhiệt phía sau thôi, nhưng đặc biệt cái dòng này là dòng cao cấp được hỗ trợ thêm một cánh quạt ở giữa đấy ạ. Đây, để hút những cái hơi nóng ra. Vâng, được tản nhiệt bằng hai lớp, một là cánh tản nhiệt và hai là quạt. Vâng, rất là cao cấp cho các bác. Vâng, em lại quay ra trước anh nhé. Vâng, trông rất là khỏe khoắn. Trước bằng e căng sắt rất là cứng cáp đấy ạ. Vâng, nghe hảo như cái súp này hiện tại của anh rất là ổn định. Em xin phép anh bên em được bỏ ra và đóng vào thùng gửi cho anh sớm nhất ạ. Vâng, nghe rất sâu luôn ạ. Cùng thì em chúc anh Hảo và gia đình chuẩn bị đón năm mới để ăn cao thịnh vượng và vạn sự như ý ạ. Vâng, cái súp này phải nặng hơn 40 cân ạ, anh Hảo nhá, rất là nặng. Vì thế nó được thiết kế hai cái tay hai bên này để chúng ta có thể bê vác rất là thuận tiện.